Thời gian gần đây, Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Dương tăng cường xử phạt, ghi hình, phạt nguội các trường hợp ô tô lấn làn xe máy. Song thực tế cho thấy vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh, việc tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn luôn được duy trì. Song do mật độ phương tiện lưu thông quá đông, nhiều tài xế vẫn bất chấp, không tuân thủ việc lưu thông theo phần đường, làn đường quy định. Đẹp quá, xin hoài không ra được, em lên tới đây để em ra này, chứ do nó kẹt quá chứ em không có cố ý. Đây là hình ảnh thương tâm trong một vụ tai nạn giao thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường Bình An, thành phố Dĩ An. Dù đoạn đường có vạch kẻ đường liền, không được lấn làn, song xe tải 50H14642 vẫn bất chấp lưu thông, sau đó gây va chạm khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ. Tuyến Mỹ Phước Tân Vạn là một trong những cái tuyến trọng điểm của Tân Dương về việc trung chuyển hàng hóa ở các khu công nghiệp. Có cái lưu lượng xe ô tô tải đầu kéo container thì rất là lớn vào các cái giờ cao điểm. Đó là tình hình mà trật tự an toàn giao thông diễn biến là hết sức là phức tạp, nhất là các cái hành vi mà vi phạm là chạy sai làn đường như là quá tốc độ khi tham gia giao thông. Trước tình hình phức tạp về tai nạn giao thông trên tuyến đường này, nhất là vào giờ cao điểm, khó khăn trong việc xử lý, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng ghi hình tại các giao lộ trọng điểm trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Các trường hợp ô tô lấn làn xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông đều sẽ bị phạt nguội khi có đầy đủ chứng cứ xử phạt. Phòng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu với giám đốc xây dựng cái kế hoạch quy động cái lực lượng tổng hợp các cái lực lượng để mà thực hiện cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Thì hàng ngày thì chúng tôi đã xây dựng 4 cái tổ trên cái tuyến Mỹ Phước Tân Vạn vào quận 13 để mà xử lý. Còn nếu giờ cao điểm thì chúng tôi sẽ bố trí 2 tổ vừa xử lý chạy lên và xử lý chạy xuống, bố trí 2 tổ để xử lý. Nói chung là tất cả các cái phương tiện, kể cả ô tô con. Ngoài xử lý các xe ô tô lấn làn xe máy, Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Dương còn tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, dừng đỗ xe, chuyển hướng, chuyển làn không đúng quy định. Đây là đợt tăng cường xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh Bình Dương nhằm kéo giảm tai nạn giao thông từ nay đến cuối năm 2024.